Quý vị và các bạn, người Dao xã Ba Vì xưa kia sinh sống biệt lập trên núi Ba Vì. Ngoài việc sản xuất ra cái ăn cái mặc cho sự tồn tại, họ còn biết dùng cây rừng để chữa bệnh. Đời này qua đời khác nối tiếp nhau, từ những tri thức bản địa, họ đã hệ thống lại thành kinh nghiệm, thảo dược của núi rừng có thể chữa được nhiều bệnh khác nhau. Những hình ảnh sau đây sẽ nói về việc lưu truyền và duy trì nghề làm thuốc chữa bệnh của người Dao Ba Vì. Theo thống kê ở sách cây thuốc người Dao Ba Vì, trong số 1.209 loài thực vật hiện hữu trong rừng quốc gia Ba Vì, có tới 507 loài cây cỏ được người Dao dùng làm thuốc chữa bệnh an toàn, hiệu quả. Là một xã miền núi nằm dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, với dân số chiếm 98% là người đồng bào Dao. Xoán dần cuộc sống du canh du cư để phát triển kinh tế, nhưng người Dao Ba Vì không tách khỏi nghề truyền thống là làm thuốc chữa bệnh. Họ làm thuốc chữa bệnh với mục đích trước hết để chữa bệnh trong dân tộc mình, sau đó là cho mọi người. Điều không thể phủ nhận là người Dao Ba Vì có được khả năng này ban đầu nhờ vào sự kế thừa tri thức cổ truyền của dân tộc, cũng như kế thừa kinh nghiệm gia truyền của chính gia đình họ. Rồi để tìm ra những cây thuốc, vị thuốc quý hiếm cần có ẩn mình trên núi cao Đại Ngàn, buộc người Dao phải khổ công lặn lội trong rừng sâu núi thẳm để tìm kiếm chúng. Mà nghề thuốc muốn duy trì được và phát triển được thì không chỉ dừng lại ở việc sử dụng dược liệu để bốc thuốc, mà còn từ công việc tìm kiếm cây thuốc, chế biến, xem bệnh và bốc thuốc. Kinh nghiệm được tích lũy từ đời này qua đời khác, người Dao đã bắt đầu tự nghiên cứu kết hợp hơn 100 loại thuốc để chế ra một số loại cao chữa được nhiều bệnh. Có nhiều bài thuốc hữu hiệu tuy được chế biến gọn nhẹ mà vẫn giữ được công dụng của chúng. Cái bài thuốc này là thuốc nam, nó mọc tự nhiên ở trên rừng xanh. Mình được bài thuốc của bố mẹ ghi lại và truyền lại cho mình thì mình cứ vậy mà trồng với lại thu hái, làm khô. Cái nào sao thì mình sao, cái nào mình phơi khô thì mình phơi khô, chứ không có tẩm một cái chất bảo quản gì. Hiện tại bây giờ tôi đi rất là nhiều các hội chợ ở các cái tỉnh thành. Bây giờ là hiện tại là có nhiều người, người ta dùng, người ta thấy tốt nên người ta cứ theo cái địa chỉ tìm đến nhà mua, trực tiếp đến nhà người ta xem cái quầy thuốc với lại xem cái thuốc của mình phơi có thật hay là người ta còn nghi ngờ là mình bảo quản, nhưng mà thực ra người ta đến nhà người ta mới biết là không có chất bảo quản gì hết, chỉ bằng các cái cây rừng mình phơi khô đây mình thang vào làm thành thang bài thuốc thôi. Trước kia người Dao nơi đây thường có phong tục bốc thuốc cứu người không lấy tiền. Ai khỏi bệnh thì đến nhà thầy thuốc tạ ơn tổ tiên bằng sản phẩm nông nghiệp. Với họ, việc chữa bệnh phải lấy cái tâm làm gốc. Từ những cách ứng xử như vậy mà các thầy thuốc ở đây đã thực sự trở thành những người được kính trọng, không chỉ bởi kinh nghiệm trong chữa bệnh mà còn được hành động mang tính cộng đồng sâu sắc. Về sau này, nhờ danh tiếng thuốc nam của người dân tộc Dao ở xã Ba Vì lan xa, nghề thuốc mới trở thành kế sinh nhai. Vừa bán thuốc tại nhà, đi bán ở nhiều nơi, các lương y ở đây còn cung cấp dược liệu cho các nhà thuốc đông y và trực tiếp chuẩn đoán điều trị bệnh cho nhiều người. Tôi quê dưới Phúc Thọ, nên vừa rồi tôi cũng nghe một số bà con người ta lấy thuốc về, người ta uống nghe khỏi, người ta giới thiệu tôi thì tôi lên tôi lấy thì được một liều thì tôi uống thấy đỡ hẳn, thì hôm nay tôi lại lên tôi lấy liều nữa uống để cho nó khỏi, uống vào cảm thấy ngủ tốt mà ăn khỏe, ngủ khỏe mà bệnh thì thấy giảm rất nhiều, tôi rất là phấn khởi. Không chỉ dừng lại ở việc truyền nghề cho con cháu mình, với cách nhìn xa đoán rộng của những người hay gắn bó với rừng sâu núi thẳm, người Dao Ba Vì đã nhận thấy tình trạng thu hái thuốc như vậy, nếu không trồng bổ sung thì cây thuốc sẽ dần dần cạn kiệt, nghề làm thuốc chữa bệnh truyền thống sẽ có nguy cơ bị mai một và mất đi. Ý thức được điều này,
mỗi ông lang bà mế người Dao Ba Vì hàng ngày đi thu hái cây thuốc trong tự nhiên, còn chủ động xây dựng được 0,5 hectare vườn thuốc và trồng thuốc để có nguồn dược liệu phục vụ cho việc duy trì và phát triển nghề. Với sự quan tâm và chỉ đạo của các cơ quan chức năng, hiện tại xã Ba Vì đã quy hoạch 1,5 hectare đất để chuyên trồng và chế biến thuốc nam. Thôn Yên Sơn của xã đã được công nhận là làng nghề thuốc nam. Đã có nhiều lớp học được mở ra nhằm giúp bà con nâng cao kiến thức về y học cổ truyền và duy trì nghề làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, có lẽ điều trăn trở nhất và cũng là nguyện vọng chính đáng của chính quyền cũng như đồng bào nơi đây là làm sao có thể duy trì bảo tồn được giống cây thuốc nam mà không phải nhập từ bên ngoài vào phục vụ cho việc chữa bệnh của người dân trong nước. Và mong sao nghề thuốc nơi đây không còn là nghề tự cung tự cấp mà trở thành một nghề để thu nhập giúp bà con thoát nghèo bền vững. Để mà tiếp tục duy trì phát triển về cây thuốc nam bảo tồn thì với chính quyền địa phương hiện nay cũng có những giải pháp. Thứ nhất là Đảng ủy đã có nghị quyết chỉ đạo cho Ủy ban nhân dân xã và thực hiện phát triển bảo tồn cây thuốc nam, trong đó là nhân rộng cái mô hình là diện tích cây thuốc nam từ là trong vườn hộ. Hiện nay thì phát động phong trào toàn dân trồng cây dược liệu, thì hiện nay là đối với xã Ba Vì thì có khoảng 5 ha mà hiện nay đã được bà con nhân dân, nhất là những hộ mà đang là những thành viên của đông y đã trồng và chăm sóc. Đấy là một trong những mô hình để duy trì và phát triển bảo tồn song song với cái nhiệm vụ để tiếp tục phát triển cây thuốc nam của đồng bào Dao xã Ba Vì. Trong những năm tới thì chính quyền địa phương cũng đã đề nghị thành phố lập cái đề án hỗ trợ về sản xuất, trồng và chăm sóc cây thuốc nam. Thì hiện nay cũng đang được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Với cái diện tích của xã nhà thì hiện nay là cơ bản là cái đất vườn, thì chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo cho bà con nhân dân mỗi hộ có từ 1.000 đến 1.500 mét vuông trồng cây thuốc nam để phát triển cây dược liệu. Cái nhất là bảo tồn, cái thứ hai là cũng là cái nguồn thu nhập của bà con nhân dân. Tự giúp mình chữa bệnh cùng quảng bá bài thuốc bí truyền của dân tộc, giúp mọi người có thể biết đến công dụng của thuốc nam. Ngày nay, các lương y xã Ba Vì đã trở thành những thầy thuốc tin cậy của nhiều người bệnh xa gần. Nghề làm thuốc chữa bệnh đã nói thay tấm chân tình, niềm đam mê, tình yêu với cây thuốc của người Dao Ba Vì. Những bài thuốc đơn giản mang nét đặc trưng của dân tộc mình đã thật có ích trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.